Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô mò như vậy. Đó. Em đang chuẩn bị quay và nó hết pin. Để thấy nó giúp. Rất là sẵn. Chứ có cái viên đá buộc đấy nè. Nhất cái kia cho nó sang góc kia cho hai cái này bốn cái bánh cùng một bảng thôi. Dạ, cần
Như vậy bây giờ mình đã kết thúc nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bị tô màu nhé các bạn ơi. Đến màu các bạn. Vào via cái này nhẹ. Vậy là mình kết xong cái này. Vậy là mình đã tô màu xong nhỉ. Nha các bạn.